Xin chào tất cả mọi người. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cách giải câu 50 của đề thi Trung học phổ thông 2023. Câu số 50: Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số A nằm từ khoảng trừ 10 đến cộng vô cực để hàm số y bằng cái này đồng biến trên khoảng 0,1? Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cách giải như sau. Đầu tiên chúng ta sẽ đặt T, chính là cái cục trong cái giá trị tuyệt đối này nha. Sau đó chúng ta đạo hàm t lên. Đạo hàm của x mũ 3 chính là 3x bình phương. Đạo hàm của x chúng là số 1. Bây giờ chúng ta sẽ xét các điều kiện như sau. Đầu tiên, t phẩy lúc nào cũng lớn hơn 0. Chúng ta biết x bình phương lúc nào cũng cho ra số dương. Nếu vậy, t phẩy lớn hơn 0 thì chắc chắn a cộng 2 bắt buộc phải lớn hơn 0. Vậy a phải lớn hơn trừ 2. Rồi, trong trường hợp này mình sẽ vẽ một cái hình ra cho mọi người dễ hình dung. Đây là trục OXY. Chúng ta biết, giả sử đây là phương trình T nha. Bây giờ nếu mà có giá trị tuyệt đối thì nó sẽ ra phương trình màu đỏ. Chúng ta thấy để cho hàm số a thuộc nằm trong khoảng này và y phương trình này đồng biến trên khoảng 0,1. Như vậy, giả sử đây là đoạn 0,1 nha. Chúng ta biết nếu như giá trị t nếu như tại vị trí x bằng 0, nếu mà t mà số âm thì khi mà bỏ vô giá trị tuyệt đối nó thành kịch biến, dù cái này là đồng biến. Ta thấy cái này là đồng biến đúng không? Nguyên cục t luôn. Nhưng mà nếu mà t trong giá trị tuyệt đối mà bỏ vô đây nó thành nghịch biến. Như vậy, phương trình t tại vị trí x bằng 0 thì t phải như thế này. Thì khi bỏ trong giá trị tuyệt đối thì nó sẽ ra như hình này. Như vậy, tại vị trí x bằng 0, t nó phải lớn hơn hoặc bằng 0. Như vậy, ta chọn x bằng 0. Như vậy, t phải lớn hơn hoặc bằng 0. Chúng ta có x bằng 0 đúng không? Chúng ta bỏ số 0 vào đây. Bỏ số 0 vào đây. Như vậy chúng ta chỉ còn lại là 9 trừ a bình phương. Vì t chính là cái cục này. Chúng ta đã bỏ số 0 vô đây và 0 vô đây. Như vậy chỉ còn là 9 trừ a bình phương. Phải lớn hơn hoặc bằng 0. Như vậy a bình phương chúng ta đẩy sang bên phải. Bỏ dấu căn bậc 2 cho hai bên. Như vậy chúng ta sẽ có là từ trừ 3 cho đến số 3. Nhưng mà điều kiện đầu tiên chúng ta đã có a lớn hơn trừ 2. Kết hợp điều kiện đó chúng ta sẽ còn lại trừ 2 nhỏ hơn hoặc bằng a nhỏ hơn hoặc bằng 3. Như vậy trong khoảng này a lớn hơn trừ 2. Như vậy trong khoảng này chúng ta sẽ có là trừ 1, 0, 1, 2, 3. Như vậy chúng ta đã có 5 số nguyên của A. Trường hợp tiếp theo, A bằng trừ 2. Khi chúng ta thấy A bằng trừ 2, thì y phẩy bằng 3x bình phương. X bình phương lúc nào cũng cho ra giá trị lớn hơn hoặc bằng 0. Như vậy chúng ta thấy trừ 2 vào phương trình này thì chúng ta chỉ còn lại là t bằng x mũ 3 9 trừ cho trừ 2 bình phương, vậy tất cả là số 5.
Như vậy, nếu chúng ta bỏ ngược lại giá trị tuyệt đối, y sẽ bằng như thế này. Chúng ta biết tại tại vị trí x bằng 0, y bằng 5. Như vậy, khi vẽ đồ thị ra nó sẽ là như thế này. Như vậy, từ 0 đến 1 ở vị trí này, nó đã đồng biến. Như vậy, chúng ta sẽ chọn a bằng trừ 2. Như vậy, chúng ta có một số nguyên ở đây. Trường hợp tiếp theo, tại vì sao? Tại vì chúng ta bỏ x bằng 0, y bằng 5. Đó là lý do tại sao đoạn này đi lên. Tại vì x bình phương thì lúc nào cũng là số dương. Cho nên đó là đồng biến vị trí đó. Tiếp tục, a nhỏ hơn trừ 2. Và trong đề bài chúng ta có là trừ 10 nha. Vậy là chúng ta sẽ còn là trong khoảng từ trừ 10 cho đến trừ 2. Như vậy cái vị trí mà chúng ta đạo hàm t phẩy này ở đây đó, chúng ta sẽ có là t phẩy bằng 3x bình phương cộng cho a cộng 2. Bây giờ t phẩy bằng 0. Như vậy chúng ta sẽ có là 3x bình phương cộng cho a cộng 2 bằng 0. Như vậy chúng ta đẩy cục này sang bên phải và chia cho 3. Sau đó chúng ta căn bậc 2 cho hai bên, chúng ta sẽ có hai nghiệm cộng trừ căn bậc 2 của trừ a cộng 2 chia cho 3. Như vậy chúng ta sẽ vẽ một cái bảng biến thiên. Chúng ta sẽ có là trừ đây trừ a cộng 2 chia cho 3. Ở đây là căn bậc 2 trừ a cộng 2 chia cho 3. Ở đây có 0 0. Chúng ta quay lại phương trình, chúng ta thấy ở đây là số 3, 3 là số dương. Hệ số dương như vậy góc chỗ này phải là dấu cộng trừ cộng. Như vậy đây là t mới đúng. Như vậy nó sẽ như thế này, rồi đi xuống rồi lại đi lên. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu a bằng trừ 3. Nếu chúng ta thấy a bằng trừ 3 vô cái cục này, chúng ta sẽ đi tìm được x. Như vậy chúng ta sẽ có hai nghiệm của x, x bằng trừ và cộng căn 3 chia cho 3. Bây giờ chúng ta có a bằng trừ 3, x bằng cộng căn 3 chia cho 3 và trừ căn 3 chia cho 3. Chúng ta thế ngược lại phương trình của t, nó nằm ở đây nè. Thì chúng ta sẽ có hai giá trị ở đây và ở đây. Chúng ta sẽ có là hai căn 3 chia cho 9. Và cái cục này ở đây đó chính là trừ 2 căn 3 chia cho 9. Chúng ta biết cái giá trị này nó nhỏ hơn 0. Như vậy nếu mà ta kẻ một đường, đây đường màu đỏ đi cho dễ nhìn. Đây chính là đường y bằng 0. Như vậy nếu mà áp dụng vào giá trị đối thì nó sẽ ra như thế này. Chúng ta biết x bằng
Căn bậc 3 chia 3 chính là nằm trong khoảng từ 0 cho đến 1. Như vậy, tại vì ở đây có một vị trí nghịch biến, và vị trí nghịch biến này nó lại nằm trong khoảng từ 0 đến 1. Như vậy chúng ta sẽ không thể nào chọn A bằng trừ 3. Như vậy chúng ta phải di chuyển cái cục này sang bên phải, có nghĩa là nó phải lớn hơn 1. Như vậy, khi chúng ta thử thế số vô, vậy phải đến chữ A. Trừ 5. Như vậy chúng ta sẽ có x bằng cộng trừ 1. Như vậy chúng ta thế vào t, chính là cái phương trình này. Chúng ta thế trừ 5 vào a, vậy là trừ 3x trừ 16. Như vậy chúng ta đi khảo sát hàm số cái cục này. Chúng ta đã có trừ 1 và số 1. Như vậy, chúng ta bỏ trừ 1 vào đây. Chúng ta sẽ có là, đó là trừ 14. Bỏ số 1 vào đây, chúng ta có trừ 18. Như vậy, hai cái cực này nó nằm ở vị trí y nhỏ hơn 0. Như vậy, khi chúng ta bỏ giá trị tuyệt đối lên đây thì nó sẽ đối chiếu lên phía trên. Như vậy nó sẽ ra như hình như thế này. Như vậy, tại vị trí từ 0 đến 1 đó là đồng biến. Như vậy, bắt đầu từ các số trừ 5, trừ 6, trừ 7 cho đến trừ 10. Như vậy chúng ta sẽ có một hàm như thế này. Như vậy chúng ta sẽ có là trừ 5 cho đến trừ 9. Tại vì A dừng lại nó nằm vị trí trừ 10. Như vậy chúng ta sẽ có là có 5 giá trị nguyên của A. Như vậy chúng ta sẽ cộng lại tất cả. Chúng ta có 5 số, 1 số và 5 số. Như vậy 5 cộng 1 cộng 5 bằng 11. Vậy chúng ta phải đi tìm chữ B. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình.